Đặt lên. Hai cân rưỡi. Hello anh em nha. Đây là cái trái bưởi 2,5 kg mà Vinh mới bổ ra. Kiểm tra chất lượng. Trông là cái vị ngọt dịu dàng nhưng đậm đà, không phải ngọt gắt, không quá chua. Màu thì đây này, cái hướng nắng này nó không được lên màu đẹp lắm, anh em thưởng thức cùng với nha. Vậy này là hữu cơ đó, chứ không phải là phân hóa học tăng trưởng gì đâu.